Rồi, hello, hôm nay Lông Nghiệp mình xin chào toàn thể các anh em. Thì để đến với cái video của ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ một chút về cái lĩnh vực huấn luyện cho chó. Với thì mình cũng phải nói ngay từ đầu luôn là cho các anh em để anh em biết và anh em hiểu. Tức là mình cũng chỉ có gọi là chút chút kinh nghiệm thôi, nhưng mình không phải là kinh nghiệm hoàn toàn. Nhưng mà với một cái cách của mình thì mình cũng thấy nó là đang phát triển khá là ok. Cho nên là mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm này lên để cùng anh em cùng tham khảo và cùng học hỏi, cùng dạy cho những cái chú thú cưng của nhà mình tại nhà luôn. Thì trong vừa qua thì mình cũng có đang huấn luyện em Milo này. Thì em Milo này mình huấn luyện chó từ lúc to nha anh em. Tức là mình huấn luyện to mình mới huấn luyện chứ mình không huấn luyện từ nhỏ. Cho nên là vừa rồi thì cũng có một số anh em hỏi là làm thế nào để nó đi theo mình này và nó coi như là nghe lời ngoan, làm đứng. Thì rồi ok, thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ một cái chút kinh nghiệm thì cho anh em để anh em tham khảo. Thì nếu mà đúng thì anh em học làm theo, còn nếu không đúng thì anh em cũng lấy cái dữ liệu nhá. Thì mình ví dụ luôn như là chó mà vừa mới bắt về thì chắc chắn là anh em sẽ phải thuần nó xích. Trước tiên là anh em phải thuần được xích đã. Đấy, như thuần được xích như này thì nó tức là nó không giật xích, không nhổng, không kêu cắn gì thì anh em có thể là bắt đầu tiến hành thuần. Và trong khi xích như thế này thì chắc chắn là anh em phải chịu khó coi như là tháo xích nó ra và anh em cho nó đi chơi. Khi mà anh em đã thuần được dắt đi theo mình rồi thì anh em sẽ phải tiến hành coi như là vào luyện tập. Ví dụ như là cái động tác mà lằm thì anh em tiến hành vào coi như động tác dạy cho nó. Thì một ngày anh em có thể chia ra dạy làm 2 lần và mỗi lần anh em dạy 10 phút, 20 phút, 30 phút tùy các anh em. Thế nhưng mà chắc chắn là anh em sẽ phải dùng đến như là kích thích về ăn uống. Ăn uống thì có tùy từng con nha anh em. Có con nó thích cám gión, đấy cám này. Có con thì nó sẽ thích coi như là thịt, hoặc có con nó thích cám thức ăn cho chó. Đấy, thì nó thích ăn cái gì thì chắc chắn là chó của anh em thì anh em mới hiểu được thôi. Thì cho nên là anh em nó thích ăn cái gì thì anh em sẽ phải cho nó ăn cái đấy. Cho thì anh em cho thì để làm gì? Cho là để anh em cho nó tập trung nó đuổi theo mồi như chẳng hạn như này, đấy. Thế nhưng mà khi mà mình ra một cái hiệu lệnh như là nằm thì mình cũng có thể là đưa đưa vào mồm nó nhé, mình bắt nằm. Đấy, mình nằm xuống và đồng thời là mình sẽ tiến hành mình giỏi và mình cho nó ăn luôn. Đấy. Thế khi mình lại làm như vậy, anh em chỉ cần một ngày anh em làm trong vòng coi như là ngày 2 lần với một cái lệnh nằm. Thì những chú chó nó thông minh, nó sẽ học rất nhanh và cái lĩnh ngộ của nó thì sẽ ok thôi. Với cái lệnh nằm thì nó cũng đơn giản anh em ạ. Đấy, anh em chỉ cần lấy tay và anh em cứ đặt ở đây, anh em bắt nằm. Đấy, thì nó sẽ nằm xuống. Và khi nó đã nằm như thế này rồi thì anh em phải khen nó là giỏi, hoặc là anh em có thể là đúng rồi. Đấy, tùy tùy các anh em thích như nào thì nó là của anh em, bởi vì anh em theo như anh em dạy. Nhưng đặc biệt là anh em phải khen, còn nếu nó làm sai anh em phải mắng là sai, không đúng. Đấy, nhưng mà nó phải về sau này nha anh em. Thế xong khi sau mà nó nằm như thế rồi thì mình cứ dậy. Nếu như mà con chó nó sẽ thì đấy là cái lệnh nằm rất đơn giản, còn khi mà lệnh ngồi thì anh em lại cũng vẫn tiến hành một ngày tiếp theo và anh em cũng sẽ lại lệnh ngồi. Thì anh em cũng vẫn là phải dùng như thế nhá. Và anh em như này thì nó đang nằm như là Milo nằm. Rồi, nó nằm như này rồi anh em. Rồi, thưởng. Anh em tưởng thì anh em bắt đầu tiến hành dạy lệnh ngồi thì anh em bắt đầu tiếp tục là Milo, ngồi. Đấy, ngồi liền. Đúng rồi, giỏi. Đấy. Thì con chó nó sẽ ngồi ngay anh em ạ, bởi vì là nó sẽ theo tay của mình mà. Tay của mình nó sẽ có cám hoặc là có thức ăn của nó.
Đấy, và khi nó đã theo như thế rồi thì anh em dạy rất dễ. Thì con chó của anh em nó nhanh hay là nó chậm thì còn tùy thuộc vào anh em dạy và anh em ra lệnh. Khi mà anh em lệnh là phải lệnh chuẩn, chứ anh em không được hay là kè cà rồi loanh quanh sau, hoặc là anh em tập luyện nó quá nhiều, như chẳng hạn như là một lúc mà anh em tập nằm này, đứng này, ngồi này, đi này, là sau nó sẽ rất lâu lĩnh ngộ được nha anh em. Bởi vì ít thì nó sẽ học được nhanh, còn nhiều thì nó sẽ học rất lâu. Đấy, còn khi anh em đứng thì anh em lại tiếp tục đưa mồm này, anh em bảo Milo đứng. Đấy, khi đứng như thế này rồi anh em giỏi và lại cho nó ăn. Đấy, anh em tiến hành cho nó ăn, bởi vì nó cứ đứng lên được như thế này rồi thì là anh em cho nó ăn. Và anh em quạt nó. Đấy, nó chỉ có như vậy thôi. Thì nó đứng như thế là anh em cứ cho thế là nó sẽ tiến hành nó rất tốt. Thì đấy là những cái bước mà căn bản đầu tiên để dạy cho con chó của nhà mình nó ngồi hay đứng hay làm. Milo, ngồi xuống. Đấy, mình với em Milo này thì mình cũng đã đang thành công rồi, bởi vì bây giờ là bước ngồi anh em ạ, mình chỉ cần bảo như thế là nó sẽ ngồi. Còn khi mình bảo ngồi im, như bây giờ mình đang dạy cho nó là cái lệnh ngồi im và lệnh chào. Đấy. Nhờ lệnh chào thì nó khó khăn hơn là mình phải hỗ trợ cho nó. Thì chắc là lệnh chào thì con nào nhanh thì nó sẽ rơi ở tầm 1 tuần hoặc 3 4 hôm gì đấy. Đấy, Milo ngồi im. Bây giờ mình quát ngồi im cho anh em xem nhá. Ngồi im. Đấy, mình có thể mình đi đi xa. Bởi vì là cái lệnh ngồi im này thì anh em phải biết là nó tùy từng con nhá. Nó có thể là đầu tiên mình chỉ độ vài giây thôi, thế xong đến 1 2 phút, xong đến dần dần là đến lâu thì mới được. Ngồi im. Đấy, anh em thấy chưa? Nó vào gần được 1 phút thì nó bắt đầu nó di chuyển nó đi. Đấy. Thế mình báo mình ra mình chỉnh sửa nó ngay. Bởi vì là chó ấy, thì là nó rất thích được khen, và khen mới là lệnh đúng của nó. Rồi thì đấy là hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm cơ bản để anh em dạy được những chú chó của mình nằm, ngồi, đứng và ngồi im. Đấy. Thì là anh em nào thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế còn lại mình xin vài phút để giới thiệu một cái sản phẩm để cho các anh em biết, đâu đó thì sẽ có anh em cần dùng đến. Đây thì là ở trên tay mình đang có cái sản phẩm, đó là lều cắm trại cho các anh em. Thì với mẫu lều này thì là chiều dài của nó là 2 m, thế còn chiều cao của nó là 1 m 2, rộng 1 m rưỡi. Đấy thì là anh em có thể là ngủ 3 người lớn, hoặc là anh em có gia đình thì 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ anh em ngủ thoải mái, đặc biệt là dưới có đáy, trên chống được mưa, tức là anh em mưa gió thoải mái, không bao giờ nó bị ướt vào bên trong nhé anh em. Mà tránh được là muỗi dịn hoặc là rắn rết cho các anh em khi mà anh em đi picnic hoặc là đi cắm trại ở ngoài trời, anh em đi du lịch nghỉ mát đấy chẳng hạn thế, hoặc là anh em đi rừng, đi búi, đi bẫy chim, hoặc là đi đào cây đào cối. Thế đây, như bên trong thì là sản phẩm mẫu lều thì là nó như này, và bên trong là cửa của nó là 2 lớp nha anh em, có một lớp màn này. Màn thì anh em tránh muỗi, như chẳng hạn trời mùa nóng mà anh em muốn mở nó ra, mở cái lớp vải này ra mà nó không bị mưa thì anh em có thể là để cái lớp màn này thôi, chỉ cần tránh được muỗi dĩn là ok rồi. Thế còn và tránh được cả rắn. Thế còn bên dưới là nó sẽ có đáy và trên nó sẽ có một lóc để cho anh em coi như là không khí nó vào. Đấy, và mẫu ở bên trong thì nó là như thế này. Đấy. Thì với cái sản phẩm mẫu này thì bây giờ là hiện tại mình đang khuyến mại cho các anh em là miễn phí ship toàn quốc cho các anh em. Nếu như anh em nào đặt hàng thì mình sẽ miễn phí ship vận chuyển về tận nhà cho các anh em. Đấy, nên là anh em nào cần dùng đến thì cứ liên hệ đến với đầu số điện thoại mà mình để ở dưới góc của màn hình. Thì anh em chỉ cần đặt hàng cái là có hàng về cho các anh em. Rồi ok, thì hôm nay mình xin cảm ơn và xin tạm dừng video ở đây. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Milo, lại đây, ngồi xuống. Milo, ngồi. Ngồi xuống. Rồi, ngồi im. Đứng lên, đi lại đây.
Rồi, đứng im. Năm. Là nó đây. Năm. Rồi, qua năm.